Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Như các bạn đã biết, sự kiện kết hôn lập gia đình và làm nhà, xây dựng mái ấm cho gia đình là hai việc quan trọng nhất của cuộc đời con người Việt Nam. Chính vì vậy mà có lẽ không thể bỏ qua các yếu tố phong thủy, tra cứu phong thủy cho các sự kiện này. Nhất là chuyện nhà cửa lại càng được đặt lên hàng đầu, bởi ngôi nhà là nơi mà chúng ta sinh hoạt trong 3/4 thời gian cuộc đời. Vì thế, nó có ảnh hưởng mật thiết đến với vận mệnh của mỗi chúng ta. Một ngôi nhà đại cát sẽ mang đến vận may, tài lộc cho gia chủ. Vậy ngôi nhà có đặc điểm gì có thể tạo vận khí tốt, giúp cho gia chủ ăn nên làm ra, tiền vào như nước? Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Sa Cát xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những kiểu nhà phú quý sẽ đem đến tài vận không tưởng cho chủ nhân. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Thứ nhất, nhà được xây tại địa điểm giao nhau của ba con sông. Theo ông Lương Trân, chuyên gia phong thủy hàng đầu Trung Quốc cho rằng, nhìn từ góc độ phong thủy học, vị trí cát lợi nhất trong phong thủy chính là điểm hội tụ chung của cả ba con sông. Vì thế, một căn nhà được xây dựng tại vị trí này là tốt lành, không gì có thể so sánh được. Nó sẽ mang đến cho gia chủ may mắn cả về tiền tài và sức khỏe. Thứ hai, nhà thông thoáng, ôn hòa, đón nhiều ánh sáng. Phong thủy học rất chú trọng đến yếu tố tàng phong tụ khí. Theo chuyên gia phong thủy Lương Trân, vị trí có sức gió quá lớn, không phải là nơi vượng, xây nhà sẽ không tốt. Tuy nhiên, nhà được dựng ở thế gió yếu, không khí không thể lưu thông cũng không phải là một môi trường tốt. Tốt nhất là phải chọn nơi thông thoáng, cao ráo mới hợp phong thủy. Thứ ba, nhà nên đặt ở khu vực có nhiều đường, cảnh quan xung quanh ôn hòa. Đường thông, tài vận mới thông, đó là điều tất yếu và dễ hiểu. Bởi lẽ có người mới có đường, đường càng đông, đường càng rộng và đường theo quan niệm phong thủy chính là tượng trưng cho vinh hoa, phú quý. Mỗi khu vực dân cư đều có những quy hoạch riêng, nhưng quy hoạch tốt đến đâu cũng không bằng sự hài hòa về màu sắc và phối cảnh. Ví dụ, xung quanh khu nhà ở của bạn trồng rất nhiều hoa mẫu đơn, làm cho cả một khu vực rực đỏ, nhất định sẽ phải trồng thêm nhiều cây cỏ để tăng màu xanh, tạo sự cân bằng. Thứ tư, nhà xây trên địa hình phía Bắc cao, phía Nam thấp là cát lợi. Người Việt từ xưa khi xây nhà ở đều lựa chọn hướng Nam là hướng chính của ngôi nhà. Theo quan niệm phong thủy, địa hình xây dựng nhà phía trước thấp, phía sau cao là điểm tốt. Bởi lẽ, trước thấp sau cao đồng nghĩa với việc sau khi ở, gia chủ càng ngày càng thăng tiến và có hậu. Giải thích theo góc độ khoa học, phía Nam thấp, phía Bắc cao thường có lợi cho việc đón gió và ánh nắng tự nhiên. Thứ năm, trái thanh long, phải bạch hổ. Trong phong thủy học, bên trái thanh long, bên phải bạch hổ là thuật ngữ thường xuyên xuất hiện. Vậy thế nào gọi là thanh long, thế nào gọi là bạch hổ? Thanh long là thế đất bên trái ngôi nhà, đại diện cho vận may. Bạch hổ là thế đất bên phải ngôi nhà, đại diện cho sự tiêu tán. Trong một căn nhà, thanh long lấn át bạch hổ sẽ mang đến cho gia chủ sự thuận lợi, hài hòa, tài vận hanh thông, tình cảm êm ấm, sống hạnh phúc, hưởng thọ dài lâu. Ngược lại, nếu bạch hổ lấn át thanh long, chủ nhân của ngôi nhà thường gặp xui xẻo, bệnh tật, ốm đau triền miên. Chuyên gia phong thủy gợi ý rằng khi chúng ta xây dựng nhà cửa, nên chọn hoặc tác động sao cho thế đất bên trái cao hơn thế đất bên phải sẽ mang lại nhiều lợi ích về sau cho cả gia đình. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhà ở được xây dựng san sát, đặc biệt nhà chung cư khó có thể thực hiện theo ý chủ nhân như hiện nay. Nếu không có điều kiện thay đổi môi trường bên ngoài, chủ nhà có thể treo ảnh rồng trên bức tường phía đông ngôi nhà hoặc đặt tượng rồng ở phía đông phòng khách. Một lưu ý nhỏ là chúng ta nên chọn rồng 4 móng, tránh rồng 5 móng, chỉ dùng cho vua chúa.
vì mức năng lượng quá lớn do rồng năm móng tạo ra có thể không phù hợp với người trần, mắt thịt. Thứ 6. Thông gió, đón nhiều ánh sáng. Một căn nhà đáp ứng được yếu tố thông gió, đón nhiều ánh sáng sẽ tạo sự cân bằng âm dương. Trong một căn hộ, nếu phòng khách mà ban ngày cũng cần phải bật đèn hay bất kể cả ngày hay đêm đều sáng, nghĩa là căn hộ đó đang bị mất thế cân bằng về âm dương. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và sức khỏe cũng như sự nghiệp của gia chủ. Quý vị thân mến, ở phần đầu của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát đã đưa ra những đặc điểm của những ngôi nhà sẽ mang lại giàu sang, phú quý cho gia chủ. Tuy nhiên, với tình hình đất chật người đông như hiện nay, thì việc có thể tự do lựa chọn ngôi nhà cát tường theo ý muốn là rất khó khăn. Do vậy, các chuyên gia phong thủy đã chia sẻ rằng có một số bí quyết phong thủy có thể giúp gia đình ban ngày càng giàu có, thịnh vượng, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu hoài không hết. Vậy đó là những bí quyết nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, đặt nguồn nước để tăng thịnh vượng. Theo phong thủy, nước có khả năng mang lại sự thịnh vượng. Nhiều người có chung thắc mắc là chỗ nào tốt nhất để đặt nguồn nước. Theo phong thủy, nơi phù hợp nhất để đặt nguồn nước là gần với lối ra vào nhà bạn. Vị trí này có thể ở trong hoặc ở ngoài, nhưng nhất định mạch nước phải chảy qua trung tâm của ngôi nhà. Điều này cũng có nghĩa là sự thịnh vượng chảy vào trong nhà bạn. Thứ hai, che phủ tivi đặt trong phòng ngủ. Nhiều gia đình thích đặt tivi trong phòng ngủ để thư giãn trước giờ ngủ. Tuy nhiên, nếu bạn mắc chứng khó ngủ thì hãy tắt hoặc che phủ tivi nếu không dùng tới. Dòng điện từ tivi có thể phá vỡ dòng năng lượng yên tĩnh khi bạn ngủ và nguồn năng lượng của cả phòng ngủ. Hãy dùng một chiếc khăn hoặc miếng vải để che phủ qua chiếc tivi khi không dùng đến. Thứ ba, lau chùi sạch sẽ bảng tên, số nhà. Dù vẫn chưa phải mùa xuân để bàn lau dọn, nhưng cũng không có nghĩa là mọi người sẽ để cho những chiếc cửa sổ nhà mình bị vùi trong bụi bẩn trong suốt vài tháng tới. Cửa sổ là tượng trưng cho đôi mắt của ngôi nhà để nhìn ra thế giới. Tìm vài tờ báo, một chút giấm và nước để đánh bay bụi bẩn ở khu vực này. Thứ tư, trồng cây xanh trong nhà hoặc trước cửa nhà. Bảng số, tên nhà cần được chăm sóc kỹ lưỡng và để ở nơi dễ nhìn. Bảng số rõ ràng, độc đáo hoặc có đèn nhấp nháy sẽ thu hút tài lộc, đưa thần tài gõ đúng ngôi cửa nhà bạn. Tiếp theo, treo chuông gió ở ngoài cửa trước. Chuông gió không chỉ là vật trang trí thêm cho ngôi nhà của bạn thêm sinh động mà còn là vật phẩm phong thủy mà lại may mắn nên được treo ở trước cửa ngôi nhà. Khi treo chuông gió ở cửa trước, âm thanh chuông rung chính là nguồn năng lượng vô hình cực tốt cho căn nhà bạn. Chuông gió rung sẽ thu hút sự chú ý, mời gọi những điều may mắn, an lành đến cho cuộc sống của bạn. Trồng nhiều cây xanh. Theo quan niệm về phong thủy, cây xanh mang lại khá nhiều lợi ích. Đặc biệt là những cây mọng nước là biểu tượng cho sự cát tường nên thường được mọi người ưa chuộng. Tại sao bạn không lên ý tưởng trồng ngay một số loại cây xanh trong nhà hoặc trước cửa nhà đang trồng, vừa làm cảnh, tạo không gian xanh mát, vừa đem lại thịnh vượng cho gia đình. Tiếp theo, sửa sang, dọn dẹp lại nhà cửa. Nếu ngôi nhà mà gia đình bạn đang ở hoặc những vật dụng, nội thất trong nhà đã được xem xét kỹ lưỡng và bố trí hợp lý về mặt phong thủy thì điều này không quá cần thiết. Nếu chưa thì việc sửa sang lại nhà cửa ở những phương hướng và khu vực nhất định rất có khả năng tăng thêm nhiều tài lộc cho gia chủ. Tiếp theo, trưng bày vật phẩm chiêu tài lộc. Một số vật phẩm phong thủy phổ biến có ý nghĩa cầu tài, may mắn mà bạn có thể lựa chọn như quả cầu phong thủy, đá phong thủy, tượng ngọc kim loại hay thủy tinh hình tỷ hưu, con rồng, con rùa, tượng phúc, lộc, thọ. Mèo chiêu tài cũng là vật trang trí đáng yêu và rất có tác dụng trong việc tăng thêm may mắn về tiền bạc cho gia đình. Ý nghĩa và màu sắc tươi sáng của mèo chiêu tài cũng giúp cho đường tài lộc của chúng ta trở nên may mắn hơn. Quý vị thân mến, phong thủy ban công cũng có tác động rất lớn tới phong thủy của ngôi nhà, đặc biệt trong vấn đề thu nạp năng lượng, bồi dưỡng khí. Nếu ban công thu hút cát khí thì ngôi nhà sẽ được hưởng may mắn tốt lành. Ngược lại, ban công phạm phải luồng sát khí thì ngôi nhà sẽ có hiểm họa, hung tai. Khi xây dựng ban công, bạn phải tránh những đại kỵ sát khí cực hung sau đây để kẻo rước họa vào nhà. Thứ nhất, chạm đao sát.
Đối diện với ban công, trong tầm mắt có hai tòa nhà cao tầng ở gần nhau tạo thành một khe hở hẹp ở giữa thì chính là thế chạm đao sát. Nhìn từ trên cao xuống như lưỡi dao sắc nhọn. Nhìn từ trên cao xuống như lưỡi dao sắc chém xuống chia cắt hai tòa nhà, hướng sát phóng thẳng về phía ban công sẽ mang tới họa huyết quang, ảnh hưởng tới sức khỏe của người trong nhà. Đặc biệt, sống trong nhà này thì chủ nhân sẽ phạm hung tai, gặp tai nạn, rủi ro không đáng có. Thứ hai, hạc sữa bầy gà. Nơi mà ở trước sau, phải trái đều không chỗ dựa, một mình cao hẳn lên so với các kiến trúc xung quanh là tư thế hạc sữa bầy gà, không hề tốt. Chủ nhân không được bạn bè anh em giúp đỡ mà còn bất hiếu. Thế này cũng sẽ phạm các loa sát khí do ban công không được che chắn. Thứ ba, cầu vượt vây quanh. Nhà mà ở nơi trái phải trước sau đều có cầu vượt vây quanh, che lấp thì giống như đang bị ức chế. Chu vi tầm nhìn và mạch khí đều bị ngăn cách, tức là cách cục gông cùm. Nhà này dẫu có ban công nhưng phong thủy ban công cũng không có tác dụng mấy vì không đón được khí tốt, luôn trong trạng thái vây hãm khiến tài vận kém cỏi, không có cơ hội phát triển. Thứ tư, đường lớn sông tới. Lấy ban công làm tâm điểm, nếu thấy có đường lớn hoặc dòng sông sông thẳng tới thì chính là phạm thế xung đường, chủ về họa sát thân, bệnh tật cùng tán tài. Người ở trong nhà rất dễ gặp tai nạn hoặc bị hãm hại, đau ốm, không làm ăn được. Thứ năm, bạch hổ động thổ. Ở khu vực bạch hổ của nhà, tức là bên phải nhà, có công trình khởi công xây dựng hoặc tháo dỡ thì là phạm lỗi phong thủy nhà ở bạch hổ động thổ. Thế này mang tới nhiều dịch bệnh, họa huyết quang, nhà có ban công thì đứng hướng bạch hổ lại càng hung hiểm. Thứ sáu, tiêm đao sát. Sát khí này giống như lưỡi dao đâm thẳng vào ngôi nhà, hung nhất là thẳng hướng ban công mà xông tới. Những vậy có hình thế như lưỡi dao, nhà kiến trúc nhọn, góc tường, vật sắc nhọn, cột điện đều mang tới hung họa. Lỗi phong thủy ban công hướng tiêm đao sát khá nhiều mà vô tình mắc phải không biết. Thứ bảy, cô dương độc âm sát. Cô dương sát là sát khí do ở gần trạm xăng dầu hoặc trạm biến thế, kho nhiên liệu. Chủ về tính khí bạo liệt, vì tài mà quên nghĩa, trong nhà nhân khẩu không yên ổn, dễ nảy sinh bất hòa thiệt mạng. Độc thân ám sát tà khí sản sinh do ở gần nhà vệ sinh công cộng, bãi rác hoặc nơi chứa đồ phế thải, bệnh về sức khỏe không tốt, bệnh tật rủi ro. Ban công hướng về cô dương độc âm thì đúng là rước họa vào nhà. Nếu không may mắn phạm phải những lỗi này thì tốt nhất là nên treo rèm ở ban công, hạn chế mở cửa ban công để tránh sát khí bay vào nhà. Bên cạnh đó, hãy bày cây xanh phù hợp để chắn bớt sát khí, bày vật phẩm phong thủy hóa giải ở ban công để hóa giải phần nào hung hiểm. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.